Xin chào cả nhà. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với cả nhà một cái mẫu thảm mới, là mẫu thảm hình chiếc xe nha. Thì chiếc xe này em thấy nó cũng khá là dễ thương và nó cũng rất là đơn giản luôn. Bây giờ em mời cả nhà cùng đi làm với em nha. Thì ở đây em đã có sẵn một cái đế thảm em đã vẽ rồi. Chiều dài 72 và chiều ngang nó sẽ là 52. Rồi thì bây giờ em sẽ chọn viền nha. Chọn em sẽ may cái màu đen, chọn cái màu đen may trước. Em sẽ may tạo hình của chiếc xe nha. Tạo hình những cái vòng viền ở bên ngoài á, mình tạo hình trước. Thì viền ở đây là 4 xăng nha. Em đã may sẵn viền rất là nhiều luôn. Nếu anh chị nào mà mới á, mình chưa có biết viền á, thì có thể xem cái clip mà cách may giống bèo, may thảm giùm chân của em nha. Thảm dặm chân này, chiếc xe này thì là cái thảm đầu tiên em khai trương cái máy mới của em luôn á cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ may viền hai cái bánh xe nha. Rồi sau khi đã may xong tạo hình của chiếc xe rồi thì em sẽ bắt đầu may thêm cái đường bánh xe, thêm một cái đường màu đen nữa nha. Khoảng cách là 1 xăng nha. Rồi tương tự chúng ta sẽ may tiếp cái bánh xe còn lại. Bây giờ em sẽ may cái màu xanh, may tiếp cho cái màu xanh đó là em sẽ may 3 hàng nữa nha, 3 hàng màu xanh lá nha. Em may thêm 1 hàng nữa là 3 hàng nha. Rồi, sau khi đã may xong màu xanh lá thì em sẽ may thêm một cái màu đen vào trong chính giữa của bánh xe nữa. Thì may cái thảm này giống như là mình vẽ vậy đó mọi người. Cũng có bạn hỏi em là mình may cái này mình vẽ đẹp thì mình mới may đẹp đúng không? Thì em nghĩ là không cần vẽ đẹp, mình miễn sao mình vẽ cho nó cân xứng thì mình may theo nó, mình cảm nhận nó thôi. Chứ em cũng không phải là thợ vẽ, nên là mình suy nghĩ, mình cảm nhận nó đẹp thì nó sẽ đẹp thôi.
Thì sau khi đã mai xong cái bánh xe thì bây giờ em sẽ ráp cái màu hồng vào cái mui xe nha. Thì cái mui xe này em sẽ ráp hai màu. Em sẽ ráp hai đường màu hồng trước. Rồi bây giờ em sẽ ráp thêm một hàng màu hồng nữa nha. Rồi tiếp theo em sẽ ráp cái màu vàng vào cái phần còn lại của mui xe nha. Rồi tương tự chúng ta sẽ ráp bên môi còn lại nha. Sau khi đã xong phần cái mui xe rồi thì chúng ta chỉ còn ráp cái màu cam vào cái phần thân xe nữa là ok. Chúng ta muốn ráp từ bên nào cũng được hết, nghĩa là ráp vòng hết cái thân xe là ok rồi. Cái mẫu thảm xe này nhìn nó như vậy nhưng mà nó rất là đơn giản luôn. May cũng khá nhanh luôn á mọi người. Rồi bây giờ em đã gần hoàn thành rồi đó. Thì cái thảm lau chân này nó rất là đa dạng luôn á mọi người. Em muốn may rất là nhiều kiểu luôn, chia sẻ với mọi người. Nhưng mà vì là công việc nên cũng không có thời gian để mà làm ra nhiều cái sản phẩm. Có khi là một tuần là chỉ có khi cố gắng lắm thì làm được hai cái video, còn không thì chỉ được một cái thôi.
sau này nếu như mà có thời gian thì em sẽ ra video thường xuyên hơn để chia sẻ với cả nhà những cái mẫu thảm mà em biết, những cái mẫu thảm mà em yêu thích. Mong là cả nhà sẽ yêu thương, ủng hộ cho kênh của em được phát triển hơn nha. Thì là nếu như mà sau khi xem những video mà em chia sẻ mọi người thấy hữu ích thì cho em xin một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh miễn phí nha mọi người. Và đừng quên ấn cái chuông để nhận thông báo về video mới nhất của em nha. Thì video của em đến đây thì đã hết rồi. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở những video sau nha.